con chào Elsa. Hi, Nari desu. Xin chào. Cháu tên gì? Cháu tên Thảo. Cháu tên Thảo. Cháu tên gì? Cháu không phải tên Titi. Hôm nay mình đi ăn gì đây? Bánh tráng. Bánh tráng? Đúng rồi. Bánh tráng ở đâu? Đường nào? Đội Cấn. Đội Cấn. Biết làm biết đâu? Biết chưa? Chưa ở đây lâu rồi mà. Không biết được. Chưa biết. Ok, thì đi thôi. ドイカンのお店にやってきました。はい。おいおい、おい、おい。bánh tráng trứng cút nướng.cái này là cái gì nhỉ? Bánh tráng trộn. Bánh tráng trộn. À, cái này là hôn dâu. Đúng rồi, không có trong đây. À, không có. À, đấy. Bánh tráng dâu mà. Bánh tráng trộn, hôn dâu. À. Mà cháu Khương gọi một cái có dâu cho kia. Đây, bánh tráng trộn có rau. Bánh tráng trộn có rau. Rau chỉ là tôi mà. Không, đây là rau răng. Nhưng mà vị nồng lắm. Đấy, ăn được lá không? Cái chả ăn thử nồng là hăng. Hôm nay cái chả biết hăng là gì đâu. Hăng á? Không. Vị hăng giống mà giống rau mùi ấy. Mùi ạ. Vâng vâng. Cháu chả tắc. Wow. Anh. Hôm nay menu. Hôm nay ăn tối nhé. Ăn tối hôm nay đây. Thật sự. Đây là ăn vặt thôi mà không phải ăn tối. Để bây giờ cháu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ cháu 20 tuổi rồi. 20 tuổi chúc mừng. Chúc mừng cháu 20. Sắp 21 rồi đấy. Sắp 21. Một tháng nữa. Cháu dần chúc mừng cháu già rồi. Nhưng mà không già bằng khi sàn mà. Kệ chú. Ai bảo chú chém cháu chứ. Cái này ăn bằng tay. Khi sàn biết là đúng không? Chú biết chú. Ok, ăn đi. Mật chọc béo rồi. Ăn đi. Nhưng mà kia sản lại ăn đâu mà cháu ăn? Ừ? Kia sản ăn đâu? Chú muốn chút kì. Kia sản chậm quá. Ăn thôi, ăn đi. Kia sản ăn cơm tối nhé. Cháu ăn đây. Kia sản này kiếm lòng bụng luôn. Khá nhạc và khá nhạc khác nhạc thế nào? Giống nhau. Tại chỉ có hai loại là bánh trắng nướng thường là không có phô mai và một loại là có phô mai. Nào loại có phô mai ngon hơn. Có. Có ăn nhiều không? Ngon. Cháu chỉ cháu chỉ mà ngồi dần Hà Nội mà đúng không? Cái gì? Nhà cháu bị mù đi à? Không biết đường, không biết đường nhưng mà mình biết của ăn ngon. Nhưng mà cháu biết chỉ đường nha, nhưng mà cháu không biết đường đấy tên gì. À ok. Cái này không có đu đủ, không có lá. Có mà. Có. Ừ, cái này không phải đu đủ, cái này là xoài. À xoài á? Ừ. À đấy. Không đau chị ạ, à, không đau răng. Ngon đúng không? Ok. Mà cái sàn tụi đi thành phố Hồ Chí Minh à? Đúng rồi, ngày kia. Tớ thích đi thành phố Hồ Chí Minh, trong đấy có nhiều đồ ăn. Nếu mà cháu vào đấy, cháu sẽ đi ăn từ sáng đến đêm. Dạo này thích ăn đồ ăn tôi à? Không thích con trai nữa hả? Không, cháu có mèo rồi. Yeah. Mệt lắm, yêu đương mệt lắm. Yêu đương nhanh già kia sao? Yêu đương nhanh già. Tại phải suy nghĩ.
yêu thương. Suy nghĩ à? À, suy nghĩ. Sinh nhật tặng gì? Valentine tặng gì? Ôi, không phải không cần suy nghĩ nhiều mà. Không, vẫn phải suy nghĩ nhiều mà. Xong rồi con trai sẽ hỏi là em muốn đi ăn gì, mình cũng lại phải suy nghĩ hôm nay ăn gì. Không suy nghĩ. Con trai hỏi đi ăn gì. Đúng rồi. Rồi ngày kia là vào Hồ Chí Minh rồi. Xong vào Hồ Chí Minh chơi, xong lại ra Hà Nội. Không biết khi nào quay lại. Bao giờ có bạn gái không? Khi nào nhỉ? Ok. Cái này là bò cò. Chẳng biết là ở đây là heo khô. Hả? Heo khô à? Tại vì 25.000 không có giá bò khô. Rồi nhỉ? Bò cò đắt. Ui, kawaii thế. Rồi. Ăn từ từ thôi. Chả ăn từ từ mà. Tại vì sao này? Vậy thì cháu muốn lên bao nhiêu cân? 48. 48? Và cháu phải lên 6 cân nữa. 6 cân. Ồ, kém 6 cân thì... Bởi vì nhá, cháu mà gầy mặt cháu ấy. Ồ. Ồ. Cái là cháu béo mặt cháu sẽ nở ra mặt béo đẹp hơn. Cháu có ảnh mặt cháu béo ấy. Mặt béo hả? Ừ. Lúc vậy là cháu đi học. Có lúc cháu béo à? Không, cháu không béo nhưng mà mặt cháu béo. Đâu ấy nhỉ? Đây, đây là mặt béo nha. Trông khác hả? Oh. Cái là mặt cháu béo. Lúc cháu gầy là mặt cháu sẽ lộ hai xương. À. Thế là chồng nó sẽ kinh. Thế là cháu muốn béo. Không. Với cả gầy quá này không đẹp. Cháu thích kiểu con gái có da có thịt. Gầy quá. Gầy quá. Lúc nào đi làm cháu cũng hỏi mọi người là cháu có béo lên không. Tại cháu có ăn nhiều để béo nên là kiểu dạ dày bị to ấy, không ăn được nhiều. Thế thì có ăn rau chứ. Có ăn rau chứ. Sao không có ăn rau đấy? Có mà. Có thể ăn rau thì sẽ béo lên cũng nhiều. Một số loại nhất định thôi. Cháu vẫn không ăn được rau. Nhưng mà ăn được rau ngó. Rau mùng tơi. Mùng tơi tơi. À mùng tơi à, chú hiểu rồi. Chú hiểu nhưng mà chú không biết được đâu. Ngó con biết. Đan nhỏ vị như thế nào? Đấy, có người cũng không ăn. Không phải một mình cháu không ăn đâu. Không ăn đâu thì bạn trai phải suy nghĩ nhiều mà. Suy nghĩ hôm nay ôi đi ăn đi ăn ở đâu ở đâu. Không. Đúng không? Không ăn đâu bạn trai để ăn hành. Nhặt nhặt. Ngặt đâu. Không cần gì đi. Đấy mệt mà. Hoặc có thể order không đâu mà. Easy. Khi thằng nghe câu là muốn người ta sẽ tìm cách, không muốn người ta sẽ tìm lý do chứ. Ừ. Biết làm no chưa? Thôi à? Chứt, thôi tôi. Biết làm ăn nhanh ấy. Ăn nhanh lắm. Vì chưa nói ít. Cháu mà không nói nhiều video của Nhi Sàn không có gì đâu. Đúng không? Đúng mà. Ông blogger đi chơi với cháu quán khăn tàng. Quán khăn tàng. Biết làm gì thích có phẳng không? カフェにやってきました。おだいらおどだい？おだいや。うん。どいかん？どいかん？あ、ディニー、カフェや。そうそう。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっあれ？三。主计价点他没进去。耶？到冷了，咋的？咋说嘛咋的？还没多大？没，还没多大？还没多大？咋的？他刚刚没送来钱呢。
Bởi vì nhá, bạn cháu nhá, bằng tuổi cháu nhá, con 2 tuổi rồi. Con 2 tuổi rồi á? Em họ cháu nhá, 18 tuổi, chuẩn bị đi lấy chồng rồi nên là các bác cháu hỏi là cháu sắp lấy chồng chưa? Mệt lắm. Thế á? Mệt lắm. Thế sống thế? Đúng rồi, lấy chồng sớm khổ lắm. Bây giờ không cái gen gì không muốn lấy chồng sớm mà. Dạ. Cháu không biết. Cháu không biết. Cháu không biết. Nhưng mà cháu ấy không muốn lấy chồng sớm. Không muốn lấy sớm. Mẹ khổ lắm. Phải nấu cơm. Không biết nấu cơm. Nấu cơm. Cháu biết mà. Chỉ nấu được con rau thôi mà. Cháu biết nấu cơm mà. Rau nấu dễ mà cháu không ăn được thôi chứ cháu nấu được. Đúng rồi, cơm nấu dễ mà cháu vẫn nổi bật nút là được. Cháu biết luộc rau, cháu biết luộc rau, cháu biết nấu cơm, cháu biết rán đậu, cháu biết nhiều mà. Cháu biết nhiều. Rồi thì bạn trai biết nấu cơm là được à? Mà bạn trai nấu cơm thì cháu phải kiếm tiền đấy. Tìm bạn trai biết ăn rau à? Nếu mà bạn trai ăn rau thì cháu sẽ được ăn thịt. Đúng rồi. Con cháu nhiều con trai ăn được rau mà. Không, thật ra là nhiều người ăn được rau. Đúng rồi. Nhưng mà nhiều người cũng không ăn được rau mà. Không phải có ai? Mình cháu đâu. Nhiều ai? Mà ai? Nhiều mà. Đâu? Nhiều mà. Trong cháu cái gì? Ngốc này sinh hôn. Kỳ sản giống tam mau. Tam mau hả? Tam mau là như này á? Không, tam mau là có 3 cọng tóc chồng lên đấy. Đây để cháu tìm cho chúng. À mà ban mà sản. Ôi thật khí lộn. Ui ôi. Kỳ sản giống lớn tuổi rồi bị chọc đầu. Ôi nhờ. Chú bị chọc. Đây này cháu có bị đâu. Kỳ sản bị chọc rồi. Bị hói. Bị hói. Sắp hói rồi. Mà im hiếp bộ. Kỳ sản làm gì ấy? Không làm gì hả? Cô ôi trời ơi. Dạ vâng. Cái này là trà đá cam xả. Cái này trả tiền thiếu 5.000. Dạ. Anh chị gửi cái này 85.000 nhưng mà anh chị gửi 80.000 thôi. Dạ. Bây giờ anh nhắn ra thiếu 5.000. Thêm 5.000 nha. Em ơi nhìn cháu rồi. Cháu bôi tóc lên nhìn giống con trai đấy. Chị gái cháu dạo này làm gì? Sang thành phố Hồ Chí Minh. Thế á? Sang thành phố Hồ Chí Minh rồi á? Sang từ năm trước rồi. Sang đấy đi làm. Để đi làm á? Bảo sang đấy chồng. Chưa? Bảo sang đấy làm được nhiều tiền hơn. Nên là nhiều sang đấy không? Rồi. Thế á? Làm party, làm bánh à? Không, hình như là làm cháu không hỏi. Nhưng mà chắc là làm cho tập đoàn Anfeco. Không hỏi á? Chị gái cháu mà không hỏi á? Không quan tâm chị gái à? Bọn cháu không thân lắm. Không thân lắm á? Kiểu ở nhà toàn cãi nhau thôi. Đánh nhau. Có giống cháu không? Không. Không á? Cháu chả giống ai trong nhà cả. Bố mẹ cháu bảo là nhặt cháu từ bãi rác. Thế à? Bởi vì cháu không giống ai luôn ấy. Không giống ai á? Chị cháu thì giống mẹ cháu. Thì cháu biết bài hát tiếng Nhật gì? Nhiều lắm. Nhiều lắm à? Ví dụ? Cháu liệu mấy bài. Sakura này. Lemon này. Lemon, Sakura. Sakura thì có nhiều lắm. Sakura nào nhỉ? Cái gì nhỉ? Sakura. Sakura. À, cái kimono gà cà rì. Chưa cháu hết bài này lắm. Cháu nghe nhiều lắm. Kiểu cháu không hiểu nhưng mà kiểu cháu nghe kiểu nó bị cuốn ấy. Hay quá trời. Nhiều bài nữa cơ. Cháu lưu nhiều lắm. Biết nhiều nhỉ. Bài này hay. Nhưng mà cháu Sparkle. Không có tên. Sparkle. Nghe bài này nó kiểu bình yên ấy. Hát đi. Không biết hát bài đấy. Đấy, bài này này. Bài này làm bài gì nhỉ? Lemon đúng không? À, không phải lemon. Không phải cái gì. Không phải lemon. Cái gì mà? Ôi, tự nhiên cháu không nhớ cháu kiểu gì khó chịu. Chú cũng không nhớ. À lemon nhỉ, lemon đúng. Đúng á. Đấy, đúng là lemon mà. Kiểu nhiều khi cháu lắc.
đây bài này. Ôi bài này hay quá trời. Nghe bài này kiểu cảm giác do buồn ấy. Cái video gì mà với cái nhạc này xong cháu xem xong cháu khóc quá trời luôn. Bài này cháu cũng khóc. Bài này rất là buồn luôn. Kiểu lúc mà cháu xem cái video ấy, kiểu ghét với cái nhạc này nó buồn lắm ấy, xong rồi giờ cứ nghe bài này là cháu lại buồn. Yeah. Là bài của phim á? Ờ hình như thế hay sao ấy. Tại vì cháu chỉ xem phim mà kiểu giống dạng vùng đất linh hồn ấy. Là Ghibli ạ. Ghibli. Chứ cháu kiểu cũng xem ít xem kiểu anime ấy. Bài này cũng buồn. Cho toàn nghe nhạc buồn. Thích nghe nhạc buồn á. Buồn nổi thật nhỉ. Không là ra đâu, kiểu cháu thích nghe nhiều lắm nhưng mà đa phần là nhạc buồn. Bởi vì nó hay ấy, kiểu nó cuốn. はい、ということで今日はバインちゃん食べてその後カフェでダラダラしてます。今動画撮ってるのはハノイですけど、きっと動画上がる頃には僕はホーチミンに引っ越してると思います。なので次の動画はきっとホーチミンからお届けできると思います。これからも不定期ですけどたまに更新するんでよろしくお願いします。それでは、はい、バイバイチュア。Bye. Thế khi sẵn nói tiếng Nhật cháu không hiểu gì cả. Hi.